Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào mọi người. Trời đang lất phất mưa nè, nhưng mà do là mình đã hẹn rồi, cho nên là mình nhất định phải đến thành phố sách Phương Nam Book City. Vào trong thôi mọi người. Các bạn có nhìn thấy mô hình chợ Bến Thành không nè? Đằng sau lưng mấy bạn này nè, được kết từ 1,000+ cuốn sách tạo nên á, rất là độc đáo luôn. Chúng ta sẽ từ từ tham quan nha ha. Phương Nam Book City này á, địa chỉ là 212 Nguyễn Trãi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thấy gì không? Rất là bất ngờ khi mình thấy cái lịch 2021. Trời ơi sợ quá. Năm cũ đã sắp hết rồi và năm mới sẽ đến. Thì các bạn đã làm được gì chưa nè? Có những thành tựu gì? Comment chia sẻ cho mình với nha. Và chúng ta tiếp tục đi tham quan nha. Điểm nhấn của cái chỗ nhà sách này á, là lịch sử thú vị của địa chỉ này. Tức là vào năm 1970 thì nơi đây á, là rạp Cine Khải Hoàn. Sau đó thì đổi thành nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch. Và đến năm 2020 á, thì PNC chính thức cải tạo và xây dựng một cái thành phố sách mới trên nền kiến trúc nhà hát xưa. Thì nhân dịp khai trương thì từ 1 tháng 10 cho đến 4 tháng 10 ở đây sẽ giảm giá 10% tất cả các sản phẩm và tặng quà cho khách hàng đến mua sắm với hóa đơn từ 100.000 trở lên. Đây là trên lầu nè các bạn. Thế nào là không gian lý tưởng cho một người yêu sách? Mọi người có định nghĩa từ lý tưởng như thế nào không? Theo mình thì cái từ lý tưởng rất là mơ hồ. Nhưng mà với cộng đồng Mọt Sách Sài Gòn á, thì thành phố sách Phương Nam nè, hẳn là nơi rất là thân thuộc. Một chốn dừng chân để ta có thể trốn giữa lòng sách vở, ngửi mùi hương giấy để tạm quên đi những cái lo toan ngày thường của mình. Sở dĩ là mình thích đi nhà sách đó, tại vì mình rất là thích cầm nắm sờ mó cuốn sách và ngửi được cái mùi hương giấy. Cái đó là cái duyên của mình đó. Thì thành phố sách này là không gian mở rộng cho người yêu sách thoải mái lựa chọn sách và có thể tìm kiếm những cái nơi thảnh thơi để ngồi đọc. Không gian thì có 2 tầng nè, cộng với gác lửng chứa đựng nguồn sách quốc văn phong phú dành cho nhiều đối tượng, sách ngoại văn nữa, rồi chính trị và văn học. Tất nhiên là không thể thiếu các loại văn phòng phẩm như các bạn thấy nè, đồ chơi, phụ kiện, quà lưu niệm. Trong một cái không gian ấm cúng này á, có phản phất hương sách thì bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần. Oh, Barbie dành cho các bé gái nè. Love Never Fail. Còn đây là văn phòng phẩm các loại ha. Cái ly sứ. Thì với định hướng là không gian văn hóa đa chiều, Phương Nam Book City sẽ liên tục tổ chức rất là nhiều sự kiện giao lưu, gặp gỡ, sáng tạo dành cho mọi đối tượng, mọi độ tuổi. Rất là hay các bạn ha.
phong cách cổ điển kết hợp hài hòa với nét hiện đại tinh tế nè. Thì cái chỗ thành phố sách này á, có diện tích là hơn 1.500 m² và được chia thành 2 tầng cùng với một gác lửng chứa hơn 30.000 đầu sách với 1.000.000 bản sách quốc văn và sách ngoại văn. Ồ, một cái con số thật là lý tưởng cho những cái tín đồ mọt sách. Mà lúc mà đợi cái chỗ này khai trương á mọi người, trời ơi mình thấy là nôn nao kinh khủng luôn á. Thấy chỗ mà nó kích thích dễ sợ, cứ là mong đợi là đến ngày 1 tháng 10 là đi đến đây. Và hôm nay là mình đã có mặt ở đây rồi. Rất rất là thích luôn. Ở đây còn là một cái địa điểm check-in rất là tuyệt vời nữa nè. Mọi góc nè các bạn đều có thể chụp hình được. Mọi người thấy nè, có những chỗ mà mình có thể ngồi đọc sách rất là yên tĩnh luôn. Một không gian đượm màu trí thức ha. Các bạn thấy dễ thương không? Dễ thương sang trọng. Nếu cuối tuần mà chưa có hẹn nè thì các bạn hãy đến Phương Nam Book City này nha, để hòa mình vào một cái không gian sách rất mới tại Sài Gòn ha. Và đây nè mọi người nhìn nè, đây là mô hình làm từ những cái chiếc cây viết lông. Cây viết lông làm nên á. Rất là vi diệu luôn. Và những chiếc quạt nè được vẽ lên. Rất là đẹp mắt và hài hòa. Helen X-ray. Đây là những cuốn sách nhỏ tí xíu à. Bé tí ti thôi. Của thương hiệu này. Mở ra cho mọi người xem thử nha. Ồ, dễ thương không? Silly Truck. Dễ thương quá. Tiếp theo. Và người ta in rất là kỹ lưỡng chi tiết, ý như là một cuốn sách lớn bình thường chứ không phải là làm cẩu thả đâu mọi người. Thanks Dad. Ta tiếp tục đi tham quan ha. Đây là của tác giả Tô Hoài. Tô Hoài thì mọi người thích nhất tác phẩm nào? Hồi nhỏ mình có học nè. Nhất là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký nè. Không ai là không biết tác phẩm đó hết á. Và mình rất là ngưỡng mộ tác giả này. Trump đừng bao giờ bỏ cuộc. Thì cái khu vực
thành phố sách này nó rất là rộng, cho nên là các bạn nắm tay nhau đi nha, đừng để lạc mất nhau trong nhà sách ha. Sài Gòn tuy nhỏ nhưng lạc nhau sẽ là mất thôi. Nếu thích video này á thì các bạn like, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi hết video. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.